Hello, xin chào các bạn. Và trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy Watch 3, một chiếc đồng hồ mới của Samsung và nó quay trở lại với viền benzen, khá là hay. Ok, và cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta cách chúng ta làm sao để chúng ta tối ưu hóa nhất cái việc chúng ta sử dụng chiếc Samsung Galaxy Watch 3 này như thế nào để cho nó cái thời lượng pin của nó đạt cái thời lượng pin cao nhất và mà nó vẫn đáp ứng đủ những nhu cầu của chúng ta. Hình như các bạn cũng biết thì đối với smartwatch thì chúng ta hay quan tâm đến cái thời lượng pin của nó thì sử dụng được bao lâu. Với chiếc Samsung Galaxy Watch 3 bản 45mm này mình đã test thì với khi mà chúng ta chưa bật những cái trình tiết kiệm pin hoặc là một số những cái ứng dụng nó tiêu tốn pin thì với chiếc Samsung Galaxy Watch 3 này mình sử dụng được khoảng 3 ngày. Đấy là cái thời lượng pin trung bình mà chúng ta nhận thông báo, nhận cuộc gọi ở mức trung bình. Ok, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm sao tiết kiệm pin nhất trên chiếc Samsung Galaxy Watch 3 này mà vẫn đáp ứng được đầy đủ những cái tính năng sử dụng của chúng ta. Trước tiên thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Ở phần cài đặt này thì các bạn sẽ vào mục màn hình. Đây, mục màn hình ở cái độ sáng này. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng xuống 5 hoặc mức 5 hoặc mức 6. Ở cái phần tự động giảm độ sáng này thì chúng ta hãy tắt nó đi. Đây. Để thời gian sáng màn hình thì các bạn sẽ để khoảng tầm 10 giây. Thấp nhất có thể. Ok. Đây. Ok, những cái mục khác thì ok rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến mục kết nối. Ở mục kết nối này thì Bluetooth thì chắc chắn là chúng ta phải bật rồi bởi vì chúng ta kết nối với điện thoại mà qua thông qua Bluetooth. Wi-Fi thì chúng ta rất ít sử dụng thì theo mình thì chúng ta có thể tắt luôn tắt. Ok. Đó. Rồi, NFC cũng rất ít khi sử dụng, chúng ta tắt nó đi. Đây là những cái kết nối mà không cần thiết. Cảnh báo ngắt kết nối thì cái này thì tùy các bạn cũng có thể sử dụng hoặc tắt. Chế độ trên máy bay thì chắc chắn là tắt rồi, chúng ta sẽ không để chế độ trên máy bay nữa. Chế độ trên máy bay thì nó sẽ tự động tắt hết những cái còn lại đi. Ok, ở mục này thì sẽ không có gì. Vị trí. Ở cái mục vị trí này thì chúng ta sẽ tắt cái mục vị trí này đi để tránh là nó bật GPS liên tục thì nó sẽ gây ra tình trạng tốn pin. Thì chúng ta sẽ bật khi nào? Khi mà chúng ta chạy bộ chẳng hạn thì chúng ta cần nó vẽ sơ đồ thì chúng ta sẽ bật cái phần vị trí này lên. Còn nếu mà không thì chúng ta sẽ tắt đi. Ok, cái phần pin. Pin này thì ở cái chế độ pin này thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Khi mà bật tiết kiệm pin thì tất cả những cái tin nhắn cuộc gọi thông nó sẽ tắt tất cả trừ cuộc gọi và tin nhắn thông báo. Tức là nó sẽ những cái tin nhắn thông báo hoặc cuộc gọi đến nó vẫn hiển thị bình thường. Đấy. Thì chúng ta bật cái chế độ tiết kiệm pin lên thì nó sẽ tiết kiệm tương đối. Các bạn chờ một lát, nó đang bật cái chế độ tiết kiệm pin. Chúng ta sẽ bật cái chế độ tiết kiệm pin này khi mà cái thời lượng pin của chúng ta nó còn thấp. Thì tuy nhiên nếu mà thời lượng pin của chúng ta nó vẫn còn đủ để chúng ta sử dụng thì chúng ta tắt nó đi. Ok. Thế thì để mà đạt được cái thời lượng pin sử dụng cao nhất thì cái quan trọng nhất là cái ở phần hiển thị màn hình này chúng ta sẽ giảm cái thời gian sáng màn hình lên này. Tiếp theo là ngắt hết những cái kết nối không cần thiết thì nó sẽ tăng cái thời lượng pin lên. Và thứ ba là tắt cái định vị vị trí đi thì nó sẽ tăng cái thời lượng pin lên đáng kể. Ok, để tìm hiểu thêm thông tin về chiếc Samsung Galaxy Watch 3 thì các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ đến hotline của chúng tôi 0829 959595.
Các bạn cũng có thể truy cập vào link ở dưới video này để xem thông tin chi tiết hơn về chiếc Samsung Galaxy Watch 3 này. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phụ Kiện Samsung. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.